Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Khoe clip bên gái trẻ, Quang Minh bị nói giàu đổi bạn, ra đổi vợ sau khi ly hôn Hồng Đào. Gặp nhiều bình luận không hay, tuy nhiên danh hài Quang Minh vẫn vô tư đem những tiếng cười cho dân mạng khi gia nhập trào lưu. Gần đây, danh hài Quang Minh gây bất ngờ khi tham gia mạng xã hội TikTok và thường xuyên đăng tải nhiều clip vui nhộn. Người hâm mộ cũng nhận thấy chồng cũ Hồng Đào trẻ trung, không ngờ ở tuổi 61 sau ly hôn. Đồng thời, anh vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người. Sự sáng tạo và đặc biệt của danh hài hơn 60 tuổi khi gia nhập trào lưu làm không ít fan khoái trí. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những video của nam nghệ sĩ luôn có những bình luận nhắc tới Hồng Đào, mong hai người về lại bên nhau. Thậm chí khi đăng tải clip đóng cùng gái trẻ, Quang Minh bỗng nói sau đổi bạn, xa đổi vợ. Đây là hình ảnh của Quang Minh sau ly hôn, trẻ trung như thanh niên, từ cắt đầu môi tới cách ăn mặc, vóc dáng thế này, ai ngờ là một người đàn ông 61 tuổi, rất nhiều fan khen ngợi, nam danh hài, lớn tuổi nhưng biết cách ăn mặc, hách tuổi. Đáng học hỏi, tuy nhiên một số bình luận thẳng thắn nói rằng đàn ông đẹp chỉ trở nên hấp dẫn khi có bóng dáng của người phụ nữ đã sinh ra từ một thời. Mất họ rồi đẹp hay không, dù ăn mặc hợp tuổi tác sẽ tốt và đúng đắn một nam nhân hơn. Vậy thì clip này chắc chắn là điều đáp ứng những mong đợi trên. Nam danh hài bảnh bao đầy lịch lãm, phong cách trong những bộ vest làm ai cũng phải tầm tắc, chú đẹp trai quá, xem hoài không chán, chú thật phong độ. Bảnh quá chú ơi, rụng tim với chú rồi, trông anh Quang Minh vẫn đẹp như ngày nào. Ông ngoại mình cũng cỡ tuổi này mà sao một trời một vực thế. Trong những video ngắn vui nhộn của mình, Quang Minh còn kết hợp cùng với một cô gái trẻ. Ở một clip cả hai vào vai người yêu, Quang Minh muốn giữ cho cô ấy nên không chung đụng tới khi người nhưng lại tuyên bố chừng nào em có bầu anh cưới, làm fan phi cười. Sau bên dưới clip nhờ sự bình luận khiếm nhã, sao đổi bạn sang đổi vợ, tươi xanh luôn mà, hèn chi ly dị vợ luôn. Tôi thật sự thương cho Hồng Đào, hay cho câu nói mất hình tượng gây nhiều tranh cãi. Dù vậy, không ít fan bênh vực Quang Minh, chuyện gia đình người ta em hiểu được bao nhiêu, ở trong hoàn cảnh người ta sao bạn biết, giờ không hợp rồi chia tay cho đi bước nữa. Người ngoài biết gì mà nói, mấy bạn còn quả nhỏ để hiểu được nhẹ, bất kỳ những thành khí, nhân bất học bất ly. Gặp nhiều bình luận không hay, nam danh hài đã quá quen, anh chị vui vẻ trả lời những bình luận có thiện ý, nam danh hài vẫn toát lên tinh thần vui tươi. Trong đoạn clip được gọi là chú, anh liền nói nghệ sĩ không tuổi. Có thể nói những nghệ sĩ như Quang Minh đã đến luồng gió mới trên mạng xã hội giữa ngập tràn những video của giới trẻ. Nam danh hài dù chỉ là clip mà vài giây, nhiều fan thấy cả tuổi thơ ùa về. Lại cảnh cáo tế nhị của Quang Minh dành cho kẻ cướp bồ, làm ai cũng phải cười lăn lộn. Chỉ một biểu cảm thôi, nam danh hài đã cho thấy nét duyên của mình. Fan khen biểu cảm của chú dễ thương ghê. Thật tỉnh quá chú ơi, quan trọng là thần thái nha. Hài mọi người, mọi lúc, mọi nơi, hết hồn, xem rứt cái đàn ông. Hãy xem Quang Minh đã cố gắng thế nào. Cái kết không như làm mơ, nam danh hài bày tỏ. Sao các bạn trẻ biến hình dễ quá vậy ta, còn mình biến hình ra cái gì đâu không? Ai ngờ nam danh hài còn định chơi xu hướng nổi bật biến lửa. Nhưng mặc quần, người hâm mộ hài hước nhận xét bắt chen phiên bản sự cố, nên tăng lương cho cameraman, đồng thời đuổi việc. Quân hồng nam tính nhà anh em, cười xỉu với chú luôn. Trên trang TikTok của mình, Quang Minh cũng đăng tải đoạn clip diễn bên Hồng Đào, làm rất nhiều khán giả tiếc nuối cho cặp đôi. Rất nhiều fan bày tỏ mong cô chú lại về bên nhau.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.